Xin chào anh em, hôm nay mình tiếp tục đi đá banh giao hữu. Đội banh mà mình đá cùng ngày hôm nay đó là đội Nhà Văn hóa Thanh niên, một câu lạc bộ bóng đá mà mình đã sinh hoạt 20 năm nay rồi. Đa số các anh em trong đội đều 35, 40, 45 tuổi, già hết cả rồi, đi đá bóng chủ yếu là lấy mồ hôi nha anh em. À, trong video clip này chủ yếu là mình để những pha xử lý hay ho của mình và đội của mình mà thôi. Không để cái pha xử lý hay ghi bàn của đội bạn vào đây, nên anh em đừng nghĩ đội mình đã áp đảo đội người ta nha. Đội mình mặc áo đỏ và mình mặc áo số 12 nhé. Wow, đảo chân step over như Ronaldo mà chẳng thấy qua ai hết, màu mè thế ớn. Và một con rùa đã nhập vào TV side trong tình huống này. Một pha volley không trúng cây, nhưng nó đủ hiểm để vượt qua tay thủ môn đội bạn. Tìm hướng đột phá, quay người lên nhưng không thành công. Hậu quả là ăn một quả chích bi vào đùi. Thế là lê lết ra khỏi sân. Lúc đầu cũng không tính úp những tình huống của đội mình vào đâu. Nhưng thủ môn Phúc Hùng có nhiều pha xử lý hay quá, nên đưa vào đây cho anh em cùng xem và thưởng thức luôn. Và đây là một pha cắt bóng kiến tạo, không thể nào chất lượng hơn. Sau khi đau hơn 10 phút thì mình đã có thể tiếp tục thi đấu. Một pha lắc bóng vào trong khứa lồng, nhưng đội phê vẫn là chưa đủ. Tiếp tục một pha nữa, lần này thì hơi nhẹ. Vẫn cứ thích ôm bóng chơi một mình như thế này thì xác định trả banh cho đối thủ. Nhưng không sao, lấy công chuộc tội nè. Giờ thì đá đồng đội hơn rồi đấy. Dứt điểm cỡ này mà gôn còn đỡ được thì cứ vô lê hồi nãy không phải quá hay hay sao? Vẫn không vào, ôm đầu tức tối tự chửi thầm. Hí, đá chán vờ lờ. Sau một hồi vần quật không ghi được bàn, mệt quá nên tiếp tục nghỉ mệt, đổi phong thủy cho đội nhà. Và đây là một pha phối hợp khá hay với lại sang 15, tuy nhiên cú sút của mình lại đi không chính xác. Đi,
Bưng và siêu tiền đạo ăn cắp chân gà đỉnh nhất Việt Nam đã gọi tên P Freestyle. Tiếp tục ra nghỉ mệt vì trời nắng quá hốc. Wow, lại một pha phát bóng không thể nào đỉnh hơn của Phúc Hùng. Ăn bàn luôn mới ghê. Một pha ghi bàn rất hay của anh Tuấn Hà Lan. Mình đứng ngoài chỉ biết vỗ tay. Cứ mình ra sân nghỉ thì đội nhà ghi bàn là sao? Một pha racing lấy bóng rất hợp lệ của Thierry Sai. Tuy nhiên, lại quá chậm trong pha đưa bóng lên, làm lỡ mất cơ hội ghi bàn cho đội nhà. Đường bóng có vẻ hơi sửa lưng, nhưng không sao, mọi thứ đều có cách giải quyết. Tè còn một phạt, lát hên cả đùi. Hay da. Lại tiếp tục thở, dạo này thể lực kém vờ lờ.
hết giờ và đội nhà văn hóa thanh niên giành chiến thắng với tỷ số 9-8. Thierry Style sở hữu một bàn thắng và một kiến tạo. Nếu anh em thấy hay thì like và subscribe kênh YouTube của Thi nha. Và nếu anh em thấy cách làm view clip kiểu này của Thi có ok hay không thì comment ý kiến cho Thi biết với nhé. Ok, xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.